Sau cơn mưa lớn trưa 21 tháng 5, nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh ngập trong biển nước, hàng loạt xe cộ chết máy, người dân phải bì bõm ngày chủ nhật. Khoảng 11 giờ ngày 21 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa nặng hạt. Chỉ sau khoảng 30 phút mưa lớn, nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh như đường số 8, đường Phạm Văn Chiêu, đường Lê Văn Thọ, đường Nguyễn Văn Khối quận Gò Vấp, đường Phan Văn Hớn huyện Hóc Môn đã biến thành sông. Tại đường Nguyễn Văn Khối, có những đoạn ngập nặng quá nửa bánh xe. Hàng loạt xe máy, xe hơi, xe tải bị chết máy. Nhiều người đi xe máy phải cho xe chạy sát giải phân cách để tránh bị ngã mỗi khi ô tô đi qua tạo ra sóng nước lớn, có người tấp xe hẳn vào lề đường. Một số nhà dân bị nước tràn vào nhà, họ phải liên tục tát nước ra ngoài. Tại hẻm 303 đường Phạm Văn Chiêu cũng bị ngập sâu sau cơn mưa lớn. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, mưa bắt đầu nhỏ dần nhưng hơn nửa tiếng sau nước mới bắt đầu rút. Người dân đi qua phải chạy xe rất chậm vì lo sợ té ngã.